Ok, xin chào các bạn à, Mình cũng vừa mới đặt mua một cái motor Đây là cái motor 3 pha không chổi than các bạn nhé Mục đích mình mua cái motor này về là để chế quạt Đó, và trên tay của mình đây cũng có một số các cái dòng motor Motor 3 pha đấy, Đây cũng là motor 3 pha mà trong video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn chế một cái quạt tích điện đấy đấy, đấy Đây cũng là motor 3 pha Và đây là một cái motor cũng 3 pha luôn To, bịch luôn Đấy thì tại sao mình lại phải mua cái mô tơ này? Bởi vì sao? Bởi vì cái mô tơ này chúng ta không cần phải dùng một cái mạch điều tốc ở bên ngoài mà cái mạch Uh, trên motor này nó đã làm nhiệm vụ điều tốc và chúng ta chỉ cần cắm điện cái là nó chạy rồi đó. Còn đối với những cái motor như thế này chẳng hạn, đó thì các bạn cần phải thêm một cái mạch điều tốc bên ngoài, đấy hoặc là cái motor to này như thế này, chúng ta cần phải thêm một cái mạch điều tốc bên ngoài. Còn đối với motor này nó rất nhỏ gọn, đấy, các bạn nhìn này nó rất nhỏ gọn đấy và vòng quay của nó tương đối lớn và cái quan trọng nhất là chúng ta không cần dùng điều tốc, chúng ta chỉ cần cấp nguồn vào hai cái dây này là ok. đó, đây mình sẽ test cho các bạn xem này đây là âm này đấy còn đây là dương đó ở đây mình đã chế thêm một cái diode để cho tránh trường hợp mà cắm ngược chiều đó đây các bạn cảm ở đây điện áp của mình đang là 12V nhá đây, mình đo cho các bạn xem rồi 12V điện áp đầu vào và bây giờ mình sẽ cắm điện đấy các bạn thấy không cắm một cái là nó sẽ quay luôn do động cơ ba pha không chuỗi than nên là nó quay sẽ êm và thứ hai là nó bền hơn Bây giờ mình sẽ đo ở cái tốc độ với cái điện áp 12V này thì nó quay với tốc độ bao nhiêu các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đó, 2840 vòng một phút. Đấy, với cái điện áp 12V là 2840, 2500 vòng. À, 2800, cứ gọi là 2850 vòng đi. Đó. Bây giờ mình sẽ tăng cái điện áp này lên 24V. Bởi vì cái motor này nó hoạt động được ở cái giải điện áp 24V. Đây các bạn nhìn thấy nhá. 24V này nó ăn dòng là khoảng 1,4A. Bây giờ mình sẽ tăng lên 24V. Rồi, mình đã tăng điện áp lên 24V rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào và mình sẽ đo lại tốc độ. Hỏi, ui giời, các bạn thấy không? Nó quay rít ác lắm. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo lại tốc độ của nó nhé. Đấy các bạn nhìn đây em. Tốc độ của nó nó lên tới 8500 vòng một phút đấy. Đây. Đấy, đấy. 8500 vòng. Đấy, tốc độ nó nó quay rất lớn luôn. Đó. Phải nói là cũng rất tiện lợi khi mà chúng ta không cần phải dùng cái mạch điều tốc bên ngoài. Bây giờ mình sẽ tháo cái mô tơ này ra cho các bạn xem xem là nó có những gì nhá. Ở đây nó sẽ có một cái chốt lẫy này. Đó, các bạn chỉ cần bẩy nó lên là được. Cái trục của nó thì cái đầu này nó là cái dạng xoắn này. Đó, các bạn có thể thay cái trục khác được. Để mình xem cái trục của nó là bao nhiêu nhé. Đây, trục của nó là 5,5. Đấy, còn cái trục ở dưới kia là chính là trục 6 này. Đấy, cái trục mà cái trục ở dưới này là trục 6 này, còn cái trục mà rãnh xoắn này, này thì nó là 5,5. Đó, nếu như các bạn mà muốn chế quạt một các bạn bỏ hẳn cái trục này đi, chúng ta sẽ mua một cái trục trục uh, 6, chúng ta sẽ đóng vào đây. Đó và chúng ta sẽ lắp cánh quạt vào, hoặc chúng ta có thể là mua các cái khớp nối như này. Đó, các khớp nối từ từ khớp 5 hoặc là khớp 6 đấy, sang khớp 8. Đấy. Đây, như cái này là khớp 5 này, sang khớp 8 này. Đó, chúng ta lắp nó vào, nhưng mà cái này là 5,5 thì nó sẽ không vừa. Chúng ta phải mua cái cái khớp là 6 thì chúng ta mới mới, vừa được. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy là đây nó là một cái cục nam châm vĩnh cửu này. Đấy, nam châm vĩnh cửu bọc xung quanh này. Còn ở đây, đây chính là cái motor của chúng ta đây. Đó, Thực ra thì cái hàng này nó là hàng của anh Trung Trang nên là cuốn nó không được đẹp cho lắm. Đó, nhưng không được giống như hàng Nhật. Hàng Nhật thì nó cuốn vòng viết nó cuốn đẹp lắm. Đấy, thẳng hàng luôn. Nhưng cái hàng này nó cuốn uh, dối lắm. Đó. đó, các bạn nhìn thấy không? Đây, còn cái mạch của nó dưới đây, mình sẽ mở ra. đây đây kia okay, các bạn đây các bạn có thể thấy đây là một cái mạch điều khiển của nó luôn này đó ở đây nó sẽ có một cái con điều khiển đó là con ba sáu sáu tám một fs đó con này nó sẽ là điều khiển sung nó xuất sung ra và nó sẽ điều khiển các cái con mốt phép đóng mở đây đấy tương ứng với ba cái cầu đây đó ở đây thì các bạn nhìn thấy là với cái động cơ này là nó đang đấu là cái dạng sao đó ba pha này đấy, và đấu chung chung một một dây nếu như mà các bạn muốn đấu nó xanh dạng tam giác thì các bạn nhả cái đồng này ra và chúng ta đấu lại thôi Đấy, thành dạng tam giác thì chúng ta hoạt động ở cái điện áp 12V là được đó thì nó chạy tốc độ tối đa còn đây hiện tại đang đấu cái dạng sao nên là khi chúng ta muốn chạy tốc độ tối đa thì chúng ta cần phải dùng cái điện áp là 24V Đấy, ở đây nó còn có cả các cái cảm biến từ này hay là cảm biến hát của nó này đó nó có đầy đủ luôn các bạn nhé đó. Với cái mạch này thì các bạn chỉ cần với cái mạch này các bạn mua chỉ có khoảng hơn 30k thôi, hơn 30k một chút. Đó, là các bạn có một cái mạch này về chế cháo làm cái quạt tích điện cũng cực kỳ tiện lợi luôn nhá. Đấy, nếu như các bạn mua đấy thì các bạn có thể là mua thêm một cái đế này, đấy cái đế này là chúng ta sẽ bắt vừa cái 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 quạt đấy cái, cái cái quạt mà mà chúng ta cái quạt cái quạt cây của chúng ta thì, thì cái đế này nó sẽ bắt vừa luôn này đó mà chúng ta sẽ chế nó, ốp cái này vào đây đó đấy nó sẽ giữ lại và chúng ta sẽ chế ở uh, được cái quạt để hôm nào mình sẽ làm một cái video uh, hướng dẫn chế cháo về cái quạt đấy cho các bạn xem đó cũng khá hay ho đấy cái các cái dòng này thì nó hay dùng ở trong các cái máy photocopy. Đó và những cái cái động cơ cũ này người ta hay lấy từ động cơ photocopy ra. Rồi ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái động cơ ba pha không chổi than à, rất nhỏ gọn đó và các bạn có thể mua về chế cháo làm quạt được. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.